Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây trà Phúc Tiến nhà mình nha. Đây, cây này nhà vườn vô dây định hình rồi, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha. Cây này chung cốt nha mình, đây, cốt mà, rất là to luôn nha. Dạ. Cây này có mã số là 934, có số đo hoành gốc là 36 nha. Cao là 50, cây đang nằm chậu lọt lòng là 32. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, là 1,3 triệu bao ship không chậu nhà mình nha. Một cây trà Phúc Kiến, tên gọi khác là bầm sụm nha mình. Đây, cây nhà vườn vô dây định hình giống nó rồi. Cây này về nhà mình chịu khó sang cái chậu khác nữa là ok. Cây rất chi là sung luôn, liền cốt. Cây cốt rất là già luôn. Rồi mã số 934, giao lưu nhanh với nhà mình là 1,3 triệu bao ship không chậu nhà mình. Cây form quá là ok luôn nhà mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn,